Anh ơi, có món nào ngon lạ miệng tẩm bổ cho ông bà không anh? Tẩm bổ cho ông bà hả? À, có luôn em ơi. Cái gì chứ, riêng mà tẩm bổ cho ông bà, cha mẹ thì Hoshi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái loại nguyên liệu, đó là mắt cá ngừ khổng lồ mà Hoshi vừa mới phi lê ra luôn nè. Nhìn thôi là quá đã luôn phải không? Bước 1 thì mình làm cái gì làm? Bắt lên cái nồi hấp trước đã. Bạn nào mà không có nồi hấp á thì mình xài nồi cơm điện cũng được. Sau đó các bạn sẽ quay qua cắt mỏng hành tím và ớt sừng. Hôm bữa là Hoshi cũng vừa mới phi lê một con cá ngừ rất rất kỳ là to, thì mình đọc bình luận thấy một số bạn hỏi là cái đầu cá ngừ để làm cái gì anh. Thì đó, hôm nay Hoshi sẽ dùng con mắt từ cá ngừ và hướng dẫn cho các bạn một công thức rất kỳ là thơm ngon và dinh dưỡng luôn nha. Xả thì các bạn sẽ cắt thái thịt mỏng ra, hoặc là mình có thể dùng dao bào. Tiếp theo là ngò tây và hành lá, các bạn cũng sẽ cắt khúc ra như trong clip Hoshi hướng dẫn. Cái công thức sốt ướp làm mắt cá ngừ hấp này á thật sự rất là ngon luôn cả nhà nha. À mà lưu ý là đầu hành với hành lá cả nhà sẽ để riêng ra ha. Gừng thì các bạn sẽ cắt mỏng ra như trong clip, sau đó mình sẽ thái chỉ ra thiệt thiệt là mỏng vậy nè. Tiêu xanh thì mình sẽ cắt khúc rồi đập dập nhẹ nhẹ ra, tí nữa cho vào hấp cho thơm. Công thức sốt ướp thì các bạn sẽ cho vào là 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1/3 muỗng bột ngọt và 1/3 muỗng hạt nêm, 2 muỗng tỏi, 1/3 muỗng ớt và 1 chút tiêu xay. Tiêu xay thì mình sẽ dùng tiêu sọ cho thơm ha. Rồi sau đó cho tiêu xanh, hành tím, gừng và đầu hành vào. Cuối cùng là các bạn sẽ cho vào 1/2 muỗng dầu ô liu. Sau đó mình sẽ trộn cho đều lên cả nhà ha. Ok, bây giờ tới bước 3, mình sẽ cho mắt cá ngừ vào thố này. Đó, đã không, đã không? To quá trời to luôn. Hoshi cũng vừa mới phi lê xong một con cá rất chi là tươi, tại vì là để dùng cho món sashimi mà, cho nên sẽ rất rất là tươi nha. Bây giờ Hoshi sẽ nhúng phần mắt bên dưới vào tô trước, sau đó sẽ cho hết tất cả hỗn hợp sốt đã pha vào ướp khoảng 30-45 phút. Trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là các anh chị em đã đi làm để lo cho tương lai sự nghiệp của mình, cho nên chắc chắn sẽ rất là bận rộn. Các bạn nhớ cho xả vào nha. Kể chuyện thì kể chuyện vậy thôi, chứ còn mà cái đam mê hướng dẫn nấu ăn chi tiết thì Hoshi khó quên lắm, cho nên là luôn luôn có kinh nghiệm gì là chia sẻ hết trơn. Cả nhà nhớ cho vào tủ mát ướp trước nha. Ướp xong rồi thì sẽ tới bước 3, cả nhà sẽ cho mắt cá vào nồi hấp cho Hoshi là 20 phút. Xong 20 phút rồi nè, bây giờ Hoshi sẽ mở ra cho cả nhà xem cái kết quả của món mắt cá ngừ hấp dinh dưỡng này như thế nào. Wow, hấp dẫn chưa? Bây giờ mình sẽ cho hết ngò tây, hành lá và ớt sừng vào, trải đều và sắp xếp bề mặt xung quanh ra sao cho đẹp. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và hấp cho Hoshi thêm khoảng chừng là 1-2 phút nữa. Có biết sao mà Hoshi hấp thêm khoảng 1-2 phút nữa chi không? Thì để cho ngò tây, hành lá và ớt sừng chín một chút, chứ không để sống xào ăn, đúng không? Wow, các bạn thấy ngon không? Nhìn vậy thôi chứ ăn là bổ cực kỳ luôn đó nha. Bây giờ Hoshi sẽ ăn thử cho cả nhà xem miếng nè, kèm thêm chút ngò tây, hành lá và ớt sắc nữa. Lâu lắm rồi mới được ăn lại cái món này luôn á. Ngon quá, ngon quá. Làm thêm viên tinh đơn trắng khiết nữa cho bổ mắt nè. Các bạn mà làm món này cho ông bà luôn là đúng bài đó. Bổ xương, bổ khớp, bổ mắt, bổ trí não. Đặc biệt cái là dễ ăn, không có bị đau răng, gia vị thấm thía đậm đà, cho nên Hoshi chắc chắn rằng ông bà sẽ rất là thích. Phần này thì ăn không được cho nên mình bỏ. Còn bên dưới này các bạn thấy không? Quá trời thịt luôn. Ngon quá. Hoshi kính chúc ông bà các bạn luôn mạnh khỏe nha. Toàn bộ công thức và cách làm Hoshi luôn luôn để ở đây cho cả nhà nha. Đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha.